Truy cập ngay mua thẻ nạp.com để nạp thẻ game, thẻ điện thoại với mức chiết khấu lên tới 8%. Đổi thẻ cào thành tiền mặt nhanh gọn, uy tín, chất lượng. Ngày hôm nay, cậu bé 24TS cộng 5. Đó, người em như người em nghe nè, tin tưởng tôi. Để tóc hai mái. Tin tưởng tôi thì tôi vụt thôi, có gì đâu. Đã donate cho Tabi 10.011 đồng. Đấy, em Tân Cờ Lê đã hiểu rõ hết luật chưa? Xong giờ cứ vào việc đi nhé. Còn thằng nào sợ thì trả lại cờ lê rồi đi về. Không sợ đâu, không sợ đâu, không sợ. Ngày hôm nay tôi đưa anh em tới quả content này, lâu lắm tôi chưa đập một kèo gọi là ok một tí. Lưu Minh đã donate cho Tabi. Xin cảm ơn Lưu Minh nha. Ca sao đồ Vumino à, nói chuyện bằng wagon lực hơn. Mấy ông cờ lê chat với tôi wagon mặt cười, thầy TIL câu không hỏi quan trọng đâu, cái cờ lê với cái WeScan không quan trọng đâu anh em ơi, tất cả mọi người đều như nhau mà. Tôi nhìn thấy được cái comment nào tôi trả lời anh em trên comment đấy, không quan trọng đâu anh em ạ. Bí Phương Sá Đẩn đã donate cho Tabi 12.009 đồng. Bí nhá. Này thầy, tôi chuẩn bị vào content đáng sợ nhất kênh, y nào sợ thì tắt like nhanh còn kịp, không sợ thì like mạnh lên. Ui nhầm, dí nhầm một cái đốt tòi to mạng. Nào. Ôi trời ơi. Mới tốt nghiệp trường Kai đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Sao biết anh em vậy? Dỗi đéo đá nữa ngồi đọc donate với kênh chat giờ. Cảm ơn với tốt nghiệp trường Kai nha. Không dỗi, không dỗi. Ai chơi bởi chơi lớn, lớn là chơi bởi dỗi. Nào. Được không nhỉ, được không nhỉ? Được quả 121 này được đúng không? Ôi trời ơi. Lưu Minh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nhiều quá cũng ca hay cây thôi, cứ ủng hộ là ngon lắm. Xin rồi. Xin cảm ơn Lưu Minh rất thế nhiều. Thầy nghe trông cũng ngon lắm hề hề. Từ, cái kèo to này tôi nghĩ là nên mồi một tí đã, nên mồi một tí. Mồi một tí không, nó không thừa đâu, thật sự là như vậy. Em có con ớp 20k tỷ mà đá ngu quá thầy ạ. Vừa đá thua em Vũ 1, 4 mặt mếu. Đập đi xây lại, Đức Đông ơi, đập đi xây lại nhé, đập đi xây lại. 4, rồi Dani Cavahan. Người ấy xứng đáng lên, xứng đáng có mặt trong đội hình ra này. Ôi trời ơi. Giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Livestream vui vẻ. Cảm ơn, cảm ơn bạn giấu tên nha, cảm ơn bạn rất nhiều. Già mốt này. À, Simakan này. Pepe này. Con này xứng đáng lên 5. Ôi trời ơi. Mình làm lại nha đã donate cho Tabi. Cảm ơn mình làm lại nha. Anh em xem stream buông bỏ ganh đua. Hận thù, xem stream vui vẻ. Cái gì mà buông bỏ ganh đua hận thù làm gì, cái gì mà hận thù, ta nghe xem livestream có thêm quả hận thù nghe sợ thế nhở, hận thù ấy sao đó. Trời ơi. Hấu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Hấu à. Thầy chào em cái. Xin chào Hấu. Ngõ nhẹ em giật mình quá chứ, giật mình thì đi về. Nào. 8. Bây giờ từ từ nhá, một vài phát mà lúc nào cảm giác tin. Ôi tay. Trời ơi. Là đây đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Kéo Nini. Thôi 121 thôi, thầy e chuẩn bị cho thầy cả okay, rồi. Ok ok ok, bị hiểu bà. Nini ơi, bắt đầu khi nào mà cảm thấy tin tay phát vào đập luôn. Thế thôi, Onala. Nào. Ôi tự nhiên run run nhỉ. Lăng nhà ở Bắc Giang đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Y vẩy mạnh lên thằng nào sợ đi về, tay đâu tay đâu. Yo 121 thôi à, ok ok 121 chuẩn bị hết. Nè. Con này cho nó rẻ tiết kiệm tí nhỉ, đấy con này cho nó tiết kiệm tí. Okay. Anh đệ thầy Tabi đã donate cho Tabi. Ôi, chào Tuấn Anh nha, chào em nha. Chúc thầy like vui vẻ, mà thầy nhớ em không? Nhớ mà, nhớ nhìn mà, nghe tên nhớ mấy lần rồi. Mồi làm cái gì đằng nào mà chả xịt. Mồi là sao nó lấy cái nó giúp cho mình có cái sự tự tin này. Cụ lao công đang cạo lông cu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Mồi một con và hai thì đập là tên, tin cụ đi bài chuẩn đấy. Trời ơi. Cụ mà bài cụ mà chuẩn thì cụ không phải làm lao công rồi, bài cụ đưa ra mà chuẩn thì cụ đã không phải làm lao công rồi. Nào. Ôi trời ơi. New I cộng 10 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Bạn nào sợ thì lát ra về sớm nghe. Kèo sắp tới đầy đủ yếu tố tâm lý, kinh dị cộng thể lực nhé. Không bao giờ biết sợ. Tiến Sơn đã đầu nếp cho ta đi 34.567 đồng. Lên. Xin cảm ơn Tiến Sơn. Đó. Không bao giờ biết sợ là gì. Sao? Bellingham 24TS cộng 5. Tôi xin phép gửi tặng nó lên đây. Một trong người giúp đỡ tôi rất nhiều ở cái phần mảng thi đấu cộng đồng của tôi. Nghe nè. Hê lên người khầy của em, mới cắt nhìn lứng vậy khầy. Emery với mới vút cái sáp, mới vút cái sáp mà. Ui dồi ôi, trải nghiệm của song sát này thì tuyệt vời nhờ. À, trải nghiệm của song sát 24TS cộng 5, bộ đôi này của Zen. Thôi được rồi, bỏ ví đích, bỏ ví đích á. Lạc quẻ, quả ví đích, số đúng min này lạc quẻ đấy nhờ.
quả nào rối kín lên, ra ngoài cái. Đây rồi. Má ngon đấy ta. Sao nào ui các ITM luôn mà. Rồi đây là Milan à? Đây là giả lập xếp hạng, tôi lắp vào đội hình này đây, lắp vào đội hình, tôi nghĩ lắp vào đội hình không đấy, 4-2-3-1. 4-2-3-1 xong sắc à 4-2-2 đi. Tuyến giữa đó là Toni Kroos và Bellingham. Cái án ngữ ở phía giữa. Ô Alan Guler luôn, là mình thích Guler đấy nhỉ. Guler là hay nhá. Vắt quét. Xem nào, Toni Kroos 24. Cái mẹ đội hình nhìn lóa hết cả mắt nhỉ, đội hình nhìn lóa mắt thật sự đấy. Ui hai con Kroos kìa. Ui. Hai con Kroos ác thật đấy. Sao nào? Toni Kroos bỏ ra. Mấy con Kroos trong đội hình luôn mà. Phải có tí Mbappé đấy thầy. Mbappé à? Mbappé nó lại cộng 4, bây giờ Mbappé bây giờ nó lại cộng 4 Huy ạ. Mbappé bây giờ nó lại cộng 4 thì bây giờ giải quyết cái vấn đề này như nào nhỉ? Ui con mẹ khùng thế, quả tim đẹp thế nhỉ? Ui Figo này bên này đúng không? Thì Figo bên này là quá hay rồi, chuẩn chỉ quá nhỉ? Guler này. Vấn đề nó có này là cộng 4. Mới tốt nghiệp trường hai đã đổ đét cho Tabi 10.000 đồng. Tự dưng thấy ngứa. Cấn quá. Ai cần ITM cộng 3 thì ok, vấn đề gì cả. Cộng 3 đúng rồi. Nhưng mà cái này cộng 4 thì thấy nó cứ thế nào. Thế nào làm sao ấy. Hay là nhờ. Hay là có tí không anh em nhìn. Thôi không thì mình đá. Không thì mình đá cộng 4 được mà sao đâu anh em. Đá cộng 4 cũng được. Chả vấn đề gì đâu. Đó, thôi. Ôi trời ơi. Ninay đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Chắc đủ phôi đó, không thì mua thêm 121 đập 5 cũng được. Nè. À, lên ra nào. Đấy là thế là có một đồ sấp đồ luôn. Content đầu tiên tưởng có một người nhá, tưởng có một cầu thủ nhá, cuối cùng thành hai nhá. Đó, tưởng có một cầu thủ cuối cùng thành hai. Dô. Nét thế nhỉ? Đủ. Một con 122 nữa. Đủ. Như vậy là mình sẽ mua thêm con Philip Lam nó rẻ đi. Lam. Công thức tiếp theo là mồi đã. Kiếm mấy con cộng 4. Đó, đập mấy con cộng 4 cho nó xịt đi. Bây giờ nhá, đập xịt 2 cộng 4 về chỉ cần về 1 thôi. Đập nó cao vạch lên tí. Đó, nó hơn một nửa vạch nếu mà nó lên. Thì là nó vẫn lên bình thường thôi, còn lại nó xịt là mình chơi thôi. Nope. Đó, một con, hai con thôi, hai con Modric là xong. Chỉ cần hai con Modric. Lính cần gì? Lính mới phải mồi chứ anh em, lính mới phải mồi chứ còn lính sao lại bảo lính cần gì mồi. À. Con này tôi sợ, con này lên 5, con này rất là tiếng này rất là dễ lên 5 nha, rất là dễ. Nope. Rồi, sao. EP lên rồi. EP lên rồi đấy. EP lên rồi, xong rồi. Có kết quả rồi. Rồi. Thế cho nhanh, mồi đến khi nào nó tin tay nó ra uống cũng lấy cốc nước anh em ơi. Đợi cho lấy cốc nước nhá. Ok, rồi vô đây. Run cái gì đâu anh em ơi, run cái gì. Cái quả này em bên tôi đập đầy kèo này rồi mà. Có lên không? Có lên không? Hỏi thật với anh em như vậy. Lại lên chặt cu tin chuẩn, đừng có chặt nữa, cứ chặt hoài à. À, cái chặt thoại. Ôi trời ơi. Liêu Minh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Fumino ơi, thầy đi rồi, tranh thủ qua click đi anh nhanh lên. Hai con hàng này ngày hôm nay xin phép được gửi tặng tới chủ app. Đó là em Lê Lê. Mới tốt nghiệp. Người xứng đáng. Người xứng đáng được nhận hàng này. Đồng. Đọc như sách luôn mà. Ai sợ thì đi về nhá. Cảm ơn mới tốt nghiệp nhá. 21.000 tỷ thôi mà, vớ vẩn thôi. 21.000 tỷ. Tôi bảo lên rồi. Ôi trời ơi. Đức Huy ngủ lang nhà ở Bắc Giang đã 21.000 tỷ này. 3.500 này. Lên anh em ở dưới quẩy mạnh lên. Trời ơi, quên mất không chụp ảnh. Con mẹ quên mất không chụp ảnh. Nhưng mà tôi nghĩ là có mấy anh em chụp ảnh đang lên group rồi. Tôi nghĩ là có mấy anh em ở đây chụp ảnh đang lên group hộ tôi. Quên mất không chụp ảnh. Má. Và đó là level 3, lên level 5 đi chứ, lên level 5 đi. Cũng được cái chứ nhở. MAP này cũng được, 255 này. Ai già. Cậu bé à. Nguyễn Trung đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Trung. Thế còn dí chê của em thì sao? Dịch dê về nó đen quá, thằng nó đen quá Trung ạ. Thằng nó đen quá đấy, không phải vừa. Áo số 9, ok rồi, áo số 9 luôn. Chưa kích collagen, đúng ok, đúng chính xác. Chưa kích collagen. Alo. Anh em mình vào cái MOBA nhỉ? Có lớn không anh? Hả? Có lớn không? Lớn là như nào? Kèo có lớn không vậy? Thì kèo MOBA mày thích đá bao nhiêu? Lớn tí nhờ. Thì mày thích đá bao nhiêu thì mày cứ hô đi. 5 đồng nhờ. 5 đồng cơ?
căng lên, vui vẻ thôi. Hai nhá. Vì em không phải là của anh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cho em góp vui thêm 1 lít. Với lại cái này em nói nhỏ chỉ em mới thử nhé. Mẹ em ăn thịt tao à? Ăn sáng, ăn tối được. Mẹ em thôi ăn thịt tao vào đây, chưa chắc ăn được tao đâu, vào đây nhá. Đáng đấy. Tao thắng TG nha, tao thắng 3-2. Rồi, vô. Cho Tabi 10.000 đồng. Khi Gu lên thực hành thì em Bap chắc chắn phải lên ghế dự bị. Thằng này khát nước, ra nhờ xin cảm ơn dấu tên nha. Thằng này nó khát nước, rủ ra nó vui mà. Cái gì mà nó kinh ấy. Cảm ơn anh em nhiều, nhá. Thằng Sam nó khát nước, ra nó sợ quá. Từ giờ để tôi gọi điện khoa trò ấy. Cảm ơn Khoa này, thường gọi thằng Khoa. Có hai điều khó nói nhất, hai lời khó nói nhất trên đời. Một là lời chia tay. Hai là gọi điện khoa trò. Đó, gọi khoa trò dậy. Có hai thứ khó nhất trên đời. Alo. Em làm gì ấy? Làm gì ấy? Ôi trời ơi. Mới tốt nghiệp trường cao đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy để e sang spam donate chỗ sang nhỏ cho nó mất tập trung nhé. Dạy đây rồi. Dạy cắt hộ chặn ghét được không? Bêu ba mà. Em mệt quá đúng không? Chắc thằng nghe chứ. Thôi mệt ngủ đi nhá. Người mệt, anh em biết người mệt chưa? Biết người mệt chưa? Lúc nào cũng mệt. Lúc nào cũng tôi tự chết mệt tự. À sao vào giờ? Ê, mẹ tao sang nhỏ đi đâu rồi? Rồi, alo. Alo. À, nghe gì không? Nghe gì không? Đi không? Mày đánh cái gì ấy? Không nghe anh nói. Sao lại không nghe anh nói? Mày đánh cái gì? À, đúng rồi mà. Mày nghe gì không? Mẹ, hello. Mày nghe được chưa? Hello. Lô, càng lô. Thằng mọc chó. Mọc chó quá mày ơi. Sao ngon, nghe tên này. Sao không nghe hết nhờ. Cảm ơn đi quay nhá. À, mày. Để tôi có điện thoại này, cái thằng này set up cái kiểu lâu thật sự. À, bữa đúng rồi, đá cái giải kia tắt. Tiếng tao bị. Con mẹ mày tắt tiếng mic của tao sao mày bảo không nghe thấy. Trời ơi. Đéo tin được thật, đéo tin được mày sang ạ. Nào, gọi vào đi. Tên gì? À, đánh kết bạn anh đã. STV Tabi. Ủa, sang Junior đây à, top 1 danh kia. Em top 2 đây, không biết nữa. Ai già. Cũng được đấy nhờ, ăn thằng top 2 danh này được đấy, lấy lại cái vị thế mình cái. Đéo biết kết bạn nhà luôn thật, đéo biết kết bạn như nào. À, đây. Đây rồi. Ông Hồ vừa lên A, hay nhờ anh Hiệp nhờ. Hiệp có like không? Anh Hiệp vừa lên nên tao nhờ anh Hiệp bình luận tí được không? Nguyễn Trung đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Minh A bình luận, thầy đùa em đấy à, cầu thủ không còn cầm trái banh nữa. Không nghe máy rồi. Thôi đá đi, không cần bình luận đâu. Đá đi. Rồi, từ nha, bêu ba nha. Đồng đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hello thầy e ngồi lên đầu thầy không được không? Em ơi, không được em ơi, ngồi đầu sang được nha. Rồi nha anh em, Biểu bà nhá. Ken ơi. Em xem nào, để tao xem cái thằng này vừa vô địch Việt Nam đã như nào, đội khỏe thế. Quyên lên đội khỏe vậy. Ăn gì? Bè. Nhanh lắm đấy sang ạ. Thằng này nhanh hiểu đúng không? Nhanh lắm đấy sang ạ. Có cái gì vậy? Trên cái này bị cục mà. Sang này công chưa hay lắm nhở? Anh thấy công cũng chưa hay lắm đâu. Công cũng bình thường ấy. Mấy chuyện đó không giấu bài không được hay gì anh đó. Đừng có giấu. Cái gì vậy? À, mày đỏ nhá, đỏ một quả nhá. Này ăn lượng hai đồng chứ đã. Ừ, ăn đi. Cũng xoạc mà. Một thẻ đỏ 50 nó bảo không xoạc kia nào. Dưới chứ mà gu lờ mà. Trời ơi. À, gu lờ mà. Ô. Kí lên. Đi đây. Yes. Con mẹ tôi chết tôi rồi, không diễu cợt nó được. Nó tưởng nó hay. Bài học đắt giá đấy. Ôi em chạy nhanh quá sao ạ? Em chạy nhanh quá. Thôi dịch đớp quả về thủ thôi.
Luôn rồi, phải nào biết ai phản công hay nhất cái video không anh? Không. Anh, đừng soạn nhá. ai là người phản công hay nhất MVP vậy? Anh không biết thật. Wow, ghê. Ai vậy? Không phải mày đúng không? Đau lắm đấy. Chuyển đi, chuyển Gulit. Nhìn về vị ra, vị ơi. Không bị vậy. Sao này giờ công tủ nhỉ? Ui, trông quả bóng mất mẹ nhịp luôn rồi. Gần, nope. Di gần rồi mà. Mở, mày di gần rồi mà. Ơi, đỏ lắm đấy, sang hơi một sàng ngang đỏ lắm đấy. Ôi, xin phép 50 không, ông túi dạy, cục gờ. Ra một cục gờ, ra mà đứng. Rồi ra mà đứng. Góc về. Góc về hả? Hả? Không ngờ đúng không? À, nếu kẹp luôn riêng, Vanda không kẹp ở đấy luôn. Chuyển bóng trông kìa. Akana. Zorano! Akana Zorano! Ok! Mày đùa tao à? Tao đưa hàng nóng rồi nha. Tao đưa mấy quả hàng nóng rồi đấy. Bực mình rồi đấy nha. Về. Gì bờ rỉ với tao? Gì bờ rỉ? Làm sao? Phôi, hồi đá bóng đùa. Hả? Chú Hiệp thất vọng, chú Hiệp xem được thất vọng mày thật. Dê này, thua này. Trời ơi. Cô ta chuyển ra nó chắc. đang đợt này thật sự luôn, nói chia sẻ thật đấy, sao là đợt này anh đang bí tiền. Sao? Anh đang cần cái khoản 2 đồng em đấy để anh nâng tầm mọi người đấy. Anh đang rất cần đấy. Ronaldo. Thôi bóng cuối thì bây giờ nhỉ. Ở ra cột góc đứng. Chị thật nguy hiểm quá. Trèo hay chưa? Trèo ở kín bưng kìa. Cậu bé ngu thế nhở? Ui đừng, nó ngã. Đừng động nó. Một dừng người mày sút kiểu gì nhỉ? Trúng người ấy. Dừng người đây mà. Tờ, mau xe. Tờ, nó là kinh nghiệm. Nó là cái sự kinh nghiệm. Rồi đã. Lùi về, tao nếu có đá giải nữa đâu, tao bật lùi về hết. Đó. Ok, luôn hỗ trợ phòng ngự nhá, luôn hỗ trợ phòng ngự, anh em nhớ một điều như vậy. Tờ. Luôn hỗ trợ phòng ngự rồi, ok, giữ vị trí cái. Mẹ tôi cho nghỉ tí làm sao uống cũng được như nào. Chú Hiệp dạy mà những gì là nói cho nào. Ăn mắt cơm đã từ. Ăn mắt cơm hút điếu thuốc từ từ cho đá làm gì mà vội. Ăn mắt cơm đi chịu đấy, từ ngày qua đúc không? Hả? Từ ngày qua đúc ăn nào? Anh tự ăn được không phải lo. Tí anh cầm 2 triệu đi ăn gì kệ anh. Bắn đầu quá ta. Tôi đã mỏi tay quá. Thì vì anh có tuổi rồi, em trẻ, em thông cảm anh tí chứ. Trận đấu nó căng thẳng, anh tập trung, anh không chơi ngay được. Từ từ thôi. Mẹ em đá trận bóng với tập sao nhỏ mỏi hết cả tay, sợ thật. Em ơi, luật người ta cho cái ba cái dừng lại để làm gì, người ta để người ta thở đấy, tập trung có người ta thở đấy. À, chơi nhá. Em là hay mà, nhưng em thiếu tí kinh nghiệm thôi. Mở đây. Lâu lắm mới đá căng, em thông cảm tí mệt quá. Ôi, hay, quả này hay lắm đấy này. Rồi, ra xong rồi. Mẹ vẫn còn. Về đi.
Về đi. Con mẹ đái tí đái đi. Ơ ném đi. Em đây được phải. Tài không cho ném luôn. À ném được rồi đấy. Gì vậy? Hết giờ rồi, hết giờ rồi, thua rồi. Hết giờ quá giờ còn gì nữa. Thì hết giờ rồi, 2 phút, 20 mấy giờ rồi đó. Trời ơi, em lỗi rồi, đá lại đi. Không được. Rồi, ok. Bây giờ mày chọn tài không cho đám biên luôn. 1. Mày ngang à, mày sút nhiều, bây giờ em sút tận 11 quả rồi. Em sút thế thì chắc ghi được nhiều bàn lắm nhở. Ai, cầm tài kìa, anh tay lưng. À, chơi nhở. Nè, chị này nó phương miệng nha. Em đá gì? Phương miệng. Cái gì? Em thích đá gì? Em thắng là được mà. Em thích đá gì đá? Ok anh. Trên giờ chim em đá như vậy thì anh nể em thật. Ui dồi ôi, sao chim mơ. Sợ thế đùa. Thằng này mới được 10.000 sắt á. Hạt quá, em sang hạt quá. Rồi anh đầu ăn chị. Bao. Tiếc chưa Sang ơi. Hay thật. Đê thường thì thôi, đê thường thì ngày mai, đê thường mai ăn thật. Cái gì ấy? Mới mẻ quá nhở. Cậu bé. Ui dồi ôi. Ai đuổi, gô lên đây. Gô lên đây. Chạy gô lên đây. Nào. Chạy gô lên đây. Kylian Mbappé. Sao tưởng Antonio Silva của em hay lắm. 1. Mẹ thua vậy 2-0 rồi, ngã vậy trời. Cái gì? Đâu ra 2-0? Nope. Cái đéo gì đấy? Mong đá xuống không để ăn luôn hả? Bắt góc nhầm, người búa, anh biết người búa. Người búa nha. Ok, góc này ăn thì không tính được thật. Không tính được luôn, cái độ cong luôn rồi. Hết rồi. Hết rồi gì đó, đấy là hết rồi gì đó. Bên món quà luôn à. Ủa nó chuyển Pele đấy. Pele, cái sạch đi mà anh ơi. Em cứ làm đi em ăn được ngay, em ăn đi. Ê. Cứ làm đi em ăn được ngay. Từ từ rồi. Ui. Nhanh gớm mày. Biết luôn, nằm trước đấy luôn. Nằm trước ở đấy luôn mà. Chạy đi. Các cái ITM qua cái. Rồi. Hi. Bóng đá gì? Ơ. Ờ. À, gì? Luôn, nằm im luôn cái đó luôn. Ok, tao biết đi rồi nó nằm luôn đấy mà. Giải chiếu luôn. Hi. Tôi chết rồi. Ai ơi, đánh chưa? Rồi, lỗi đi. Ôi nó đang ra nhanh rồi. Tôi chết tôi rồi. Dở hơi rồi, đúng. Để nó đá nhanh nhỉ. Bình tĩnh đơn giản thôi. Yeah. Trả giá, một bàn thắng. Để nó đá nhanh là dở thôi, không sao nó bịt cái bóng lại. Gọi là gì anh? Rồi chậm lại không sao à, chờ phản công thôi. Anh quăng cái gì? Mbappé đấy. Trời ơi, chặt cái quả bóng này thì rô béo chạy được mất. Có tí đái thì... Ơ! Quên! Ơ! Ok! Ui, con mẹ mà tao giật mình nhá, không thì... Điền, ai gì đâu mà... Điền là gì làm gì? Gì? Có đá không anh nghỉ? Hả? Em hay ngồi cả em chứ. Có đá không anh nghỉ? Không biết thì là cũng có phần góc chỉnh mãi. Đèo bám khó chịu thế nhở? Đèo bám khó chịu ghê. Rồi. Hakimi trắng cây rồi. Nè.
nè nè, Casemiro, Casemiro, về thủ, về thủ, về thủ, về thủ, về thủ, đá kiểu sau ghét nhá, ra một quả về thủ chó nào, không chuyền, chuyền đến vị giáo, chạm vào đi, chạm vào tao biên này, mày, 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 đỏ đi, năm chục, rồi làm cái năm chục, đỏ đi. Cái nữa đi. Cái nữa đi. Rồi, hai đỏ đi, 1 lít. Ôi không đỏ luôn. Trời ơi, cảm ơn Vũ Anh nhiều nhé, cảm ơn anh em nhá. Sang ơi, em còn nhiều cái phải học. Đó, tuổi em là tuổi còn phát triển được, không phải lo, em còn nhiều rất nhiều cái để học hỏi, để phát triển. Hạ cái tô xuống để phát triển nhá. Đó, anh xong ngày hôm nay anh dặn em như thế. Em chưa hay đâu. Bye bye em nha. Ơ sang ngày học mic à? Nhưng mà Sang anh nhớ số tài khoản anh nha, Sang nhá. Ô à nhá. Ờ, bye bye, nhưng mà nhớ số tài khoản anh nha. Đừng, đừng để mà. Đang live stream anh sang anh đòi anh ngại đấy. Nhá. Nó sớm mách mà. Sớm mách em, giờ em lại sớm mách. Bây giờ anh ghi âm lại phần của em lúc em nói rồi mà. Giờ em bảo sớm mách khó. Bye em nhá. Bye em nhá. Ờ, bye em. Bye em. Lắm. Thằng thầy nhất Việt Nam. Anh biết mà, anh hiểu mà. Anh hiểu mà sao ơi. Thằng này chưa đá được, thằng này còn... Ôi, sao chắc được ăn chia, thằng này làm gì được đồng nào tí mà giả đủ. Tôi rủ nó đá vui. Đó. Tôi rủ nó đá vui nhưng mà nó lại đòi nó đòi ăn thịt tôi. Tôi phải luộc nó thôi. Ơ à. Có nói gì bình thường mà, anh đưa em lên được, anh hạ em xuống được à? Rồi. Ôi giời ơi, anh nhờ. Một lần vì em là Euro 24. Cảm ơn Nguyên nhiều. Không phải là của anh đã donate cho Tabi 150.000 đồng. Má đúng là người khầy của em. Đá cho thằng em nó hiểu luôn mà. Giả dư, đá thế trận nhường cho nó luôn. Mà tôi thế trận tôi nhỉnh hơn chứ. Tôi nhiều cơ hội hơn chứ đúng không? Ơ, à, tôi nhiều cơ hội hơn mà. Ơ, à, tôi nhiều cơ hội hơn mà. Mới tốt nghiệp trường Cai đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tặng Sang hai lời. Lời cảm ơn, lời tạm biệt. Xin cảm ơn anh em rất nhiều nha, cảm ơn anh em nhiều. Ôi, thế thôi dừng ở đây, dừng có tên ở đây được. Cảm ơn 5 lít của Nene nha. Thì ra top 1 danh để dễ tìm tên. Top 1 danh ra nhiều lên mà anh em. Tôi đã nick của... Giờ tôi đã nick Nene lên lúc nào cho được.